Nhưng mà trước lại trở lại cái vấn đề của Paris một chút. Yeah. Thì hiện nay là có cái gì trên đời này nó cũng phải có một cái đề án để thực hiện, phải không? Yeah, yeah. Ngay cái việc mà đường ngắn, đường dài hay là cái chuyện lớn, chuyện nhỏ đều phải có một cái người nào đó điều hành cái việc này. Yeah. Thì chẳng hạn bây giờ thì ở bên Pháp, chắc chắn là nếu mà xảy ra ở Boston thì chúng tôi sẽ đưa vai lên gánh ngay. Yeah. Dám nhờ tới bác sĩ. Yeah. Nhưng mà xảy ra tại Paris, cho nên chắc là sẽ đặt cái gánh nặng trên vai các bác sĩ. Thì hiện nay mình có cái ban điều hành nào để mà có thể điều hành cái vấn đề này không thể xảy ra trong một tháng, một năm, có thể là 5 năm nữa nó mới trở lại. Nếu mà ông thị trưởng bây giờ mình bỏ cái đề án này thì ông thị trưởng khác lên thì sao? Mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra. Và nói thì nó hơi dài dòng, nhưng thật sự là vấn đề mình nhìn nó rất nhỏ, nhưng mà trên đời thì không có cái chuyện nhỏ nào cả. Những cái lỗ nhỏ nó mới làm lũng thuyền. Và cái lỗ nhỏ này có thể có nối đường dài tận đến Bắc Kinh. Mình không biết được. Với quý vị là biết là một năm thì tập của mình chi không biết bao nhiêu tiền ra để mà cho cái hệ thống tuyên truyền tại hải ngoại. Thì trong đó cái việc mua miếng đất này đối với ngài tài sản của Trung Cộng ngày hôm nay thì có lẽ không ăn thua gì. Mua hôm 350 mà thậm chí là 50 ngàn cũng mua được. Thì cái đó là cái chuyện trong tương lai. Nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói đó là từ hôm nay cho đến tương lai đó thì mình có cái ban điều hành nào để theo dõi. Cái chuyện đầu tiên anh chị em chúng tôi làm là một cái collective là tổng một cái tập hợp, phải không ạ? Tập hợp. Cái tập hợp để cho nó có cái vẻ rằng là không phải là một việc của cá nhân nào, của tổ chức nào. Chúng tôi tránh cái việc là nó là một công việc riêng của một tổ chức, một cá nhân. Thì cái tên nó là collective. Lấy cái chữ transparency, transparency trở lại. Đó là cái group của anh chị em lo về cái công tác này. Hiện tại bây giờ thì tại Paris chúng tôi đã tin mới nhất là chúng tôi đã có cái sự tiếp xúc của tòa nội chính của thành phố Vichy Saint-Georges, mời chúng tôi đến tiếp xúc với họ để họ có thể giải thích cho chúng tôi biết rằng cái việc này nó đã làm đến đâu và cái ý đồ của họ là như thế nào. Và ý đồ thì không biết phải nói là chữ ý đồ hay không. Đối với nên chúng tôi đó là một ý đồ. Thứ hai là về phía là trong cái bộ phim này quý vị sẽ thấy có một số người Việt rất là được biết tới tại địa phương. Tại họ là một người, những người đã tranh đấu bên cạnh anh chị em của chúng tôi trong mọi sinh hoạt của cộng đồng ở đó, chứ không phải là người xa lạ gì. Mà họ là tiếp tay trong cái, có vẻ tiếp tay trong cái việc này và có khi là đóng một cái vai trò quan trọng trong việc này. Quý vị sẽ thấy rằng trong đó có một người Việt Nam ra cầm một cái cờ cuối cùng, gọi là cái cờ lệnh. Và cái trách nhiệm của anh ta đó là dùng cái cờ lệnh đó để đi quy tụ, chiêu mộ tất cả 4 triệu người Việt ở hải ngoại. Và có khi cả 77 triệu người Kinh, nó gọi là người Kinh ở trong nước, để mà đi về với tổ quốc mẹ, đó là tổ quốc nước Tàu. Nó rất rõ ràng, họ nói rất rõ ràng trong đó. Thưa quý vị, thì họ đã nói đến độ rõ ràng đến độ như thế này. Họ cho chúng tôi biết, không biết có sự thật là như thế nào. Họ cho chúng tôi biết những điều kiện để thành lập một quốc gia, thưa quý vị. Chỉ cần thứ nhất là có đất đai. Thì họ nói đây nè, chúng tôi sẽ mua 350.000 giai đoạn đầu. Chúng tôi, rồi ông thị trưởng ngồi cái bên nó không, 850.000. Thì anh làm lại, 850.000 mà có thể hơn thế nữa. Thì chúng ta đã có đất đai. Điều kiện thứ hai là phải có dân. Có dân rồi là tôi sẽ quy tụ về đây. Và ngày hôm qua 27 quốc gia đó của những người Kinh ở ngoài đó đã điện thoại về cho chúng tôi và nói rằng sẵn sàng gia nhập để về đây với chúng tôi là có dân. Và điều kiện thứ ba chỉ còn là chính phủ, thành lập chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi nghe những chuyện đó mà có thể cười được hết. Nhưng mà chắc có lẽ không cười được, bởi vì họ làm thật sự, vì có hội đồng thành phố ngồi đó để làm chứng cho họ. Và trong cái buổi họp hội đồng thành phố ngày hôm qua khi bị chất vấn đó, thì họ đã chối là không có chuyện ký kết với ai, chuyện gì hết. Chúng tôi có tài liệu đầy đủ trong này để nói rằng đã có ký tên. Nói tiếng Pháp thì nó rất rõ là có thì hiện tại, có thì tương lai và có thì đã qua. Thì rõ ràng là nói là chúng tôi đã ký. Ký cái gì thì chưa biết. Và nói rõ ràng rằng cái miếng đất đó là cái người Hoa, những người Tàu này nó sẽ mua. Tại vì cái anh mà giới thiệu chương trình nói rằng chúng tôi đã hội đủ điều kiện để acquire có nghĩa là mua, thưa quý vị, chứ không phải là mướn. Hai cái chữ nó hoàn toàn khác nhau. Thì như vậy đó là họ có một cái ý đồ rõ ràng, là cái mục tiêu chính của họ ngày hôm đó là trình diện trước mặt những người có mặt hôm đó là quốc gia Kinh được thành lập. Họ dám nói đến độ là chúng tôi sẽ làm trong 30 phút, bởi vì nước Do Thái được thành lập trong 32 phút, thưa quý vị, họ nói vậy. Và Singapore là đã thành lập ngắn hơn nữa,
Cho nên trong 30 phút này chúng tôi sẽ thành lập quốc gia kinh. Rõ ràng nó như vậy. Trong cái dĩa này quý vị nhìn trong xem trong đó thì thấy rất rõ là cái đây là một cái đề án không biết nó đi đến đâu rồi thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi đã có cái chương trình làm việc sắp tới là thứ nhất thì chúng tôi sẽ gửi một phái đoàn đến để gặp ông thị trưởng. Dĩ nhiên là chúng tôi không chấp nhận cái việc gặp mà lén lút hay là không có chính thức. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ làm một cái buổi họp chính thức để cộng đồng người Việt chúng ta đến gặp họ để xem họ giải thích cho chúng ta như thế nào. Bây giờ đã có cái sự quyết định rằng là ông thị trưởng đã nói rằng sẽ không, chúng tôi sẽ không bán cái đất đó vì cái việc đó là cái việc chỉ là một cái đề án mà thôi. Và chúng tôi bảo đảm rằng không, sẽ không có. Chúng tôi đòi hỏi rằng thị trưởng thành phố sẽ viết một cái văn bản thông cáo rất rõ ràng về việc này. Thứ hai là chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi họp để mời tất cả những người Việt tự xưng mình là người Kinh, thưa quý vị. Vua, công chúa. Và có cả xưng vương, có cả công chúa, tới ba vị công chúa trong đó. Chúng tôi sẽ mời những người này đến để gặp cộng đồng, để giải thích xem là cái vai tù của họ là như thế nào. Thưa quý vị, trong cái chế độ tự do dân chủ thì mỗi người đều có quyền để mà bào chữa cho mình. Cho nên là chúng tôi chờ đợi cái sự giải thích của họ, chứ chúng tôi không dám nói là họ phải đến bào chữa, bởi vì chúng tôi không có thẩm quyền để mà xử kiện hay là phán đoán gì cả. Chúng tôi chỉ mở diễn đàn để mà họ đến giải thích. Thì thưa quý vị, là khi chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay ở đây cũng như các nơi khác thì tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau thường xuyên để chúng tôi được thông tin cùng với quý vị như hôm nay về tiến trình của cái công việc này nó sẽ là như thế nào trong tương lai. Và chúng tôi hy vọng rằng là đây cũng là cái cầu nối giữa tất cả các cộng đồng của chúng ta vì một cái lợi ích chung, chứ không phải là vì một cái tổ chức nào hay vì một cái cá nhân nào. Thì chúng tôi hy vọng điều đó. Cái thứ hai là chúng tôi muốn bày tỏ cái sức mạnh của cái cộng đồng người Việt ở tại Pháp nói riêng và ở tại Âu Châu nói chung đó, là chúng tôi sẽ làm một số những cái hành động, trong đó có cái hành động là khuyến khích người Việt Nam của chúng ta đi bầu. Ví dụ như có một cái nhân vật đó nó làm phương hại tới cộng đồng của chúng ta thì chúng ta phải bày tỏ cái sức mạnh của chúng ta bằng cách làm thế nào để cái người đó không còn là người đại diện, người được dân cử nữa. Đó là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được. Và chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này kêu gọi cộng đồng của chúng ta khắp nơi ở hai ngoài này dùng cái lá phiếu của mình, bởi vì đây là cái sức mạnh duy nhất cho cộng đồng của chúng ta có tiếng nói. Người Do Thái đã làm một cách hết sức là tốt đẹp, và tôi nghĩ rằng là cái phần về kinh tế thì người Hoa làm rất là hay về chuyện đó, trong khi cộng đồng của chúng ta bây giờ đã có đủ cái, tôi nghĩ có đủ cái trưởng thành để biết rằng là trong cái chế độ tự do dân chủ, cái sức mạnh của lá phiếu là một cái sức mạnh vô cùng lớn. Thứ nhất là ở cái chế độ tự do dân chủ như nước Mỹ, như nước Canada, như nước Úc Đại Loại và bên Âu Châu của chúng tôi. Công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến là một công ty tiên phong trong ngành yến, đã hiện diện trên thị trường trong nhiều năm qua. Với chủ trương luôn nghĩ đến sức khỏe của quý khách hàng, nên công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến lúc nào cũng lựa chọn những tổ yến tốt nhất đến người tiêu dùng. Thanh Lê Yến, một thương hiệu uy tín. Thanh Lê Yến là nơi đáng tin cậy. Để đặt hàng xin gọi 714-418-9788. Ủa chị Thu Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được. Thôi chị đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye chị. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999. Jupiter Beauty Academy, trường thẩm mỹ được dời về 95 Freeport Street, building rộng lớn, khang trang với nhiều lớp học do các ngành nghề. Beauty Academy là trường dạy nghề thẩm mỹ cao cấp duy nhất do người Việt Nam làm chủ.
trường được chính phủ liên bang công nhận, đặc biệt học viên hội đủ tiêu chuẩn sẽ được chính phủ tài trợ tài chính trao học ngành thẩm mỹ tóc, giáo viên tận tâm kinh nghiệm. Học viên có thể thi lấy bằng bằng tiếng Việt. Lớp học nối lông mi được mở hàng tháng và nhận làm tóc, facial, nails với giá rẻ tượng trưng. Mọi chi tiết xin liên lạc 617-288-1811. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh, số điện thoại 508-769-6968. Trung tâm Rainbow Daycare chăm sóc sức khỏe cho người cao niên và khuyết tật từ 18 tuổi trở lên, nhận massage và tất cả các loại bảo hiểm y tế. Có xe đưa đón tận nhà, y tá chăm sóc tận tâm hàng ngày, lịch sinh hoạt lành mạnh, phòng ốc rộng rãi, tiện nghi, thức ăn bổ dưỡng, sẽ hướng dẫn mọi thủ tục cần thiết. Đến với Rainbow Daycare để vui hưởng tuổi già và nâng cao sức sống cho người bệnh tật. Xin gọi điện thoại số 617-514-4155, địa chỉ 95 Freeport Street, vùng Rochester, tiểu bang Massachusetts 02122. Ủy ban đó, tại sao bà bác sĩ đặt tên là tiếng Pháp thôi, mà tại sao mà không đặt tên là Ủy ban chống kinh rồi chẳng hạn? Dạ, vì lúc cả... ban đầu đó là chúng tôi muốn dùng cái tổ chức nó tên là Transparency International. Dạ. Nó chuyên môn đánh những tay tham nhũng trên thế giới, mà chắc quý vị biết là cái tổ chức đó. Thì thưa quý vị là chúng tôi cái nảy ý ra như vậy trong buổi họp của anh em, thì đề nghị cái tên như vậy, là chúng tôi đòi hỏi cái sự minh bạch trong giai đoạn đầu là như vậy. Cho nên là mình chưa có biết là mình phải chỉ cái trọng tâm vào cái đề tài nào, đọc kinh hay là đặc khu hay là cái gì khác nữa, hay là một cái quốc gia tương lai của mình hay là của người ta muốn đặt để cho mình. Cho nên chúng tôi đây giai đoạn này rất là mới, cho nên là chúng tôi chưa có điều chỉnh lại, nhưng mà cái tên mà anh chị em chúng tôi đã chọn đó là đòi hỏi cái sự minh bạch của cái vấn đề, cho nên đặt cái tên là như vậy đó, Transparency. Thì, dạ. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là trên đường dài đó, để mà tập hợp được cái nỗ lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, thì có lẽ mình cũng khi đó mình phụ đề Việt ngữ một cái, mình cho để một cái tên tiếng Việt để cho những chẳng hạn muốn liên lạc với bác sĩ quốc Nam, xin lỗi ở đây trên Transparency chẳng hạn, nó rất là khó cho một phải. Người đây là một cái collective, nghĩa là một cái tập thể, chứ không có phải là cá nhân đó. Cho nên là dĩ nhiên là mỗi một người anh chị em chúng tôi là xung phong thôi, làm thấy chuyện gì mình phải làm là mình làm. Vì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không có thể thờ ơ được trước những vấn đề liên quan đến đất nước của mình, đối với dân tộc của mình, và có những anh chị em nói rằng với cả danh dự của chúng ta. Đúng. Chúng ta không thể nào ngồi yên được trước một cái sự va chạm như vậy, một cái đề án như vậy mà sát bên mình không làm được điều gì. Cho nên đó là lý do vì sao mà anh chị em chúng tôi chia nhau để công việc đó để làm. Nó là một cái collective, không cái riêng của cá nhân ai cả. Đó là lý do tại sao. Thế nên cái tên đó cũng vậy, là cái tên đó là từ cái buổi họp mà anh chị em chúng tôi cho thông tin đó, anh em quyết định là phải làm cái gì tiếp theo. Cho nên anh em đã đặt cái collective đó như thế. Cái phần thứ hai của chương trình chúng tôi vừa thưa quý vị là bác sĩ Nguyễn Quốc Nam đã trình bày một cách khái quát về cái tình hình tại Paris. Đòi hỏi chúng ta phải có nhiều thời giờ hơn để coi cái DVD. Trên STBN sẽ nhấn mạnh cái chữ đó trên màn ảnh, để quý vị có thể vào trong YouTube mà search mà tìm ra. Mà dành chút thời giờ để cứ 57 phút thôi, chắc chắn là nó sẽ không tốn hết nhiều thời giờ của quý vị đâu. Dành 57 phút để quý vị có thể theo dõi tương đối chi tiết cái nội dung của phiên họp mà họ đặt để cái số mệnh của mình vào trong cái phiên họp đó. Thế đó, tôi nghĩ rằng vấn đề như thưa quý vị là có lẽ là mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì mình có thể không biết gì xảy ra cả, mà có thể im lặng trong vòng 1 năm, 2 năm rồi lại bùng nổ ra được nữa. Thì gọi là chúng ta không nên thờ bất cứ gì mà xảy ra đối với cái sinh mệnh của mình, cũng như sinh mệnh của đất nước mình và dân tộc mình. Mong một quý vị sẽ dành thời gian sau này. Thì bây giờ đó là chuyện của Pháp, bây giờ là chuyện của Mỹ. Có lẽ là tôi sẽ đi một vòng để mời quý vị có cái ý kiến gì. Thứ nhất là chẳng hạn chúng ta có thể phối hợp với các anh chị đang có mặt tại Pháp, làm thế nào mà có thể thông tin cho nhau được dễ dàng,
làm thế nào để mang những tin tức sốt dẻo như thế này đến cho tận người Việt ở khắp nơi. Họ có thể thấy có một cái ý thức giống như chúng ta ngày hôm nay. Làm thế nào chúng ta có thể có một cái hành động tương đối đồng nhất với nhau từ bên Paris lẫn qua bên Mỹ. Bởi vì Paris dù sao nữa cũng số người Việt ở bên đó cũng không bằng người Mỹ. Mà nếu mà tiếng nói tại một quốc gia nó không đủ mạnh thì tiếng nói của nhiều quốc gia nó sẽ mạnh hơn. Thì bây giờ tôi mở rộng cái diễn đàn hơn để quý vị cùng góp ý với nhau. Tôi mời bác sĩ. Cho tôi có ý kiến. Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ Nam đã trình bày rất rõ ràng cái vấn đề này. Tuy nhiên tôi có cái thắc mắc thế này là ở Pháp biết cái luật pháp thế nào, nhưng mà nếu là thành lập một quốc gia trong quốc gia như vậy làm sao mà có cái chuyện đó xảy ra được ở bên một nước thì có pháp luật như nước Pháp. Dạ, đó là cái một trong những cái suy tư của anh chị em chúng tôi. Chúng tôi quyết định là thế này, là khi chúng tôi tiếp xúc với cái thành phố đó, chúng tôi sẽ chọn lựa những cái đề tài mà chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thắng. Đó là cái vấn đề không thể thành lập một quốc gia trong một quốc gia. Nó vi hiến là tự nhiên mình không cần phải có cái trình độ rất cao để hiểu điều đó. Mà họ làm cái điều này tại thành phố đó thì có thể rằng, thưa quý vị, chúng ta có thể đặt cái tên của cái vùng mình ở là một quốc gia. Nó chỉ là cái tên, mà cái tên đó là cái tên người ta đặt ra như thế. Rồi người ta dùng cái luật bên Pháp là luật lập hội là 1901. Tôi thấy rất rõ cái ý đồ của họ là khi mà họ chọn lựa cái lá cờ đó, trên đó họ để rất rõ một cái hàng chữ W, rồi kế đó là một hàng số. Thì chúng tôi đặt hỏi, sao mà trên cờ nào cũng có cái sao cái chữ tập kinh đó, thì ở dưới nó có cái hàng chữ đó. Thì khi chúng tôi tìm hiểu thì đó là, té ra đó là cái danh bạ của các hội đoàn. Thì chúng tôi mới tìm hiểu cái danh bạ hội đoàn này là hội đoàn nào. Thì rõ ràng là đây là một cái hội đoàn đã được thành lập từ cách đây hơn 10 năm rồi. Và cái trụ sở của cái hội đoàn đó là ở nhà tư nhân của một người có mặt trên cái DVD này. Vì quý vị xem, quý vị phải biết, cho nên tôi nói tên anh đó ra luôn, đó là ông Trần Nghĩa Hiệp, là một người ở Paris ai cũng biết đến họ, đến anh đó, bởi vì một cái người cũng đã từng đứng sát cạnh bên anh chị em chúng tôi. Điều đó làm chúng tôi vô cùng kinh ngạc, không hiểu lý do vì sao mà anh là cái người mà họ giới thiệu là một trong những người đã sáng lập ra cái ý kiến này. Và anh chính anh đã phát biểu, trong cái lời phát biểu của anh rất ngắn ngủi, nói tôi rất là làm vinh dự và sung sướng hay hân hạnh là cái đề án đó của chúng tôi ngày hôm nay được thành hình như thế này. Để rõ ràng rằng là cho đến khi anh phát biểu thì chúng tôi chỉ nói rằng những gì có trên cái DVD này, thưa quý vị. Cho nên là tôi nói lúc ban nãy là chúng tôi sẽ mở diễn đàn để mời anh đến trình bày lý do tại sao anh làm việc này. Và lại anh là một trong những người đã là gọi là fondateur, sáng lập. Dạ. Đó, cho nên là chúng tôi có rất nhiều thắc mắc. Thì cái chuyện anh vừa hỏi là như vậy, là không thể nào có một quốc gia trong một quốc gia, cái điều đó rõ ràng. Cho nên cái đòi hỏi của chúng tôi là phải hủy bỏ cái việc đó. Và chúng tôi tin chắc là chúng tôi sẽ thành công, bởi vì không thể nào có một cái quốc gia trong một quốc gia được. Cái hiến pháp nào cho phép như thế? Một quốc gia là một, không thể coi là hai được. Thưa anh. Dạ. Xin lỗi, quý vị có ý kiến gì không? Đã. Xin hỏi bác sĩ, chứ bác sĩ có tìm hiểu coi cái mục tiêu của cái hội nó là cái gì không? Tại vì theo tôi hiểu thì bất cứ một cái hội nào khi đăng bạ đều đúng vậy, có mục tiêu. Dạ, cái gì? Cảm ơn đã hỏi rất rõ. Cái này mới là cái điều mà chúng tôi hết sức là ngạc nhiên, thưa quý vị. Khi chúng tôi đọc cái luật càng chính năng, nó có sườn để mình làm nội quy, nó có cái sườn sẵn hết. Chỉ có cái mục tiêu là mình phải điền vào đó, họ mới xét là có nhận được hay không. Thì cái mục tiêu đó là nói rất rõ, tôi có thể đọc từng chữ được, nhưng mà để tôi tóm lược cho quý vị là: thứ nhất, tạo điều kiện để cho người Việt, người gốc Việt ở hải ngoại, người Tàu ở hải ngoại giúp đỡ để phát triển kinh tế cho Tàu Cộng và Việt Cộng. Rất rõ ha, là hai cái quốc gia hiện tại đây. Tất nhiên là một cái người mà nói rằng là đứng bên cạnh anh em chúng tôi hồi trước tới giờ chống cái chế độ đó, mà bây giờ lại
thành lập một cái hội với mục tiêu rất rõ ràng là để tạo điều kiện và giúp đỡ cho những người Việt cộng tác vào nhau, người bất cứ người gì mà gốc Việt và gốc Tàu, để giúp cho cái kinh tế của Trung Hoa và Trung Cộng đó, gọi nó gọi là xin này. Tôi thấy bây giờ cứ mình cứ lẩn quẩn trong cái việc chữ xin, không biết kêu là cái gì, mình gọi nó là nước Tàu đi, là Trung Cộng hiện nay, và nước Việt Cộng hiện nay, cái chế độ hiện Việt Cộng hiện nay rõ ràng như vậy, mục tiêu của họ đó là như thế. Thành lập năm 2001. Dạ, 2007. Dạ. Và cái trụ sở là tại nơi tư gia của cái anh Trần Nghĩa Hiệp trong cái cuộn phim đó, thưa quý vị. À, mời anh Công. Dạ, thưa, cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi biết qua cái sự kiện ở bên Paris. Thì tôi có một câu hỏi như thế này. Là theo như bác sĩ đã trình bày, tức là ông thị trưởng đó đã nói với bác sĩ, với tổ chức bác sĩ là không bán đất đó. Nhưng mà đó chỉ là lời nói thôi, chưa có một cái văn bản nào. Dạ, đúng vậy. Đúng. Cho nên cái đó có thể gọi là 50-50. Yeah. Vậy thì nếu trong trường hợp đó chỉ là một lời nói theo mây dây gió rồi, thì cái việc đó vẫn còn tiếp tục. Vậy thì quý vị ở Paris sẽ làm như thế nào? Cái đường hướng tiếp tục là như thế nào? Và khi đó thì quý vị sẽ làm cách nào để cho trở thành một phong trào toàn thế giới, chẳng hạn như ở bên Boston chúng tôi được biết. Vậy thì chúng tôi làm cách nào để quý vị liên lạc như thế nào để chúng ta có thể hợp nhất với nhau, kết hợp với nhau để làm nó trở thành một cái phong trào mạnh để buộc nhà cầm quyền Pháp không bán đất cho Trung Quốc, cho Trung Cộng nữa. Đó là ý kiến của tôi. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ thì lúc ban nãy trong cái gấp rút chúng tôi đã thành lập một cái collective, một cái hộp thơ để mà chúng ta có thể qua đó liên lạc với nhau trong giai đoạn này, rồi sau đó những cái đề nghị của quý vị chúng ta sẽ chúng tôi sẽ rất là làm sung sướng. Đó là mục tiêu mà để làm sao mà mình có được cái phong trào mà anh chị em của chúng ta ở khắp nơi. Bây giờ thưa quý vị, với cái kỹ thuật hôm nay mình không có trở ngại về địa dư nữa, thì chắc hẳn có thể làm một cái teleconference chung hết tất cả những anh em, chứ không phải tại Boston mà thôi, mà có thể tại Montreal, có thể tại Nam Cali, Houston, để mình làm một cái buổi trao đổi với nhau và mình đào sâu nó trở thành một cái chương trình chung của cộng đồng của chúng ta hai ngoại. Có thể đây là cơ hội, vì hơn 40 năm rồi tôi nghĩ rằng là cộng đồng của chúng ta đã đủ trưởng thành để mà thành lập một cái gì đó, một cái mạng lưới, chúng ta mường tượng một cái mạng lưới để chúng ta khi có những cái biến cố như thế là chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để phản ứng một cách rất là nhanh chóng. Thì hiện tại bây giờ đó, như tôi nói với quý vị đó là không phải là của tôi nha, xin lặp lại lần nữa là đây là cái trách nhiệm của tôi là một thành viên của cộng đồng ở tại địa phương, là đến để thông tin cùng quý vị. Cái collective đó là cái tổ hợp, tập hợp đó. Sẽ tiếp tục cái công tác của mình, là hai công tác sắp tới đó là thứ nhất thành lập một cái phái đoàn đến gặp tòa thị sảnh như họ đã yêu cầu để họ giải thích. Và chúng tôi biết rằng trong hiện tại chúng tôi biết rằng là bắt buộc họ phải nói rất rõ ràng với chúng tôi là cái việc này là ông sẽ chấm dứt, không có cái việc bán đất này để cho họ làm bất kỳ điều gì. Ông ta đã nói rằng là ông ta chối rằng không có ký tên, nhưng mà chúng tôi sẽ đưa tài liệu làm bằng chứng là ông đã nói rằng đã ký rồi. Ông ký cái gì và ông đã đi đến đâu rồi, và cái đề án này ông phải viết trên giấy trắng mực đen ra thông cáo đàng hoàng, chúng tôi sẽ mời báo chí chứng nhân trong cái việc ông nói là không có việc tiếp nối công việc. Đó là mục tiêu đầu của chúng tôi. Mục tiêu thứ hai đó là để chúng tôi kêu gọi là đừng có vì cái lý do này mà cộng đồng của chúng ta câu xé nhau, tranh cãi nhau, kẻ binh người chống, thì cái điều đó chúng tôi không muốn. Cho nên chúng tôi sẽ mở diễn đàn để cho những đương sự có dính líu tới cái công việc này giải thích cho cộng đồng hiểu tại sao họ làm việc này và bây giờ cái quan điểm của họ là như thế nào cho những giai đoạn sắp tới. Đây là cái việc, hai việc mà chúng tôi sẽ làm trong, tôi nghĩ là trong tháng này, bởi vì anh chị em chúng tôi quyết định là có lẽ là từ đây tới cuối tháng thì chúng tôi sẽ có cái ngày mà tòa thị sản của BC Saint John là chọn lựa để cho chúng tôi được gặp họ, hay là họ được gặp chúng tôi. Đó là hai cái công việc mà chúng ta sẽ làm. Công việc thứ ba là làm sao mà anh chị em của chúng ta giấy động được khắp nơi trên thế giới để cho cộng đồng của chúng ta không thờ ơ nữa mà biết rằng cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta là nằm ở lá phiếu, để chúng ta có mặt trong các cuộc bầu cử, ứng cử
Và thứ nhất là con em của chúng ta phải dấn thân vào con đường chính để có tiếng nói của chúng ta nó trở thành một cái trọng lượng khả dĩ có thể được cái sự tôn trọng của chính quyền địa phương. Đó là những cái mục tiêu mà chúng tôi đang cố gắng là để đạt được. Và với sự giúp đỡ và cái sự hưởng ứng của tất cả các cộng đồng, và đặc biệt ngày hôm nay là tại cộng đồng ở Boston này, thì chúng tôi nghĩ rằng là công việc đó là một cái việc khả thi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc nói chuyện với chủ đề âm mưu tàu cộng về việc thành lập quốc gia cho tộc Kinh tại Bougy-Saint-Georges, một thành phố của nước Pháp. Mời quý vị theo dõi tiếp theo phần cuối vào Chủ nhật tuần này. Và để tìm hiểu rõ thêm về cuốn DVD được đề cập đến do bác sĩ Nguyễn Quốc Nam trình bày, xin vào YouTube tìm kiếm Tộc Kinh Bougy-Saint-Georges, thời lượng 56 phút 59 giây. Minh Tuấn, SBTN Boston xin kính chào quý vị. Công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến là một công ty tiên phong trong ngành yến, đã hiện diện trên thị trường trong nhiều năm qua. Với chủ trương luôn nghĩ đến sức khỏe của quý khách hàng, nên công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến lúc nào cũng lựa chọn những tổ yến tốt nhất đến người tiêu dùng. Thanh Lê Yến, một thương hiệu uy tín. Thanh Lê Yến là nơi đáng tin cậy. Để đặt hàng xin gọi 714-418-9788. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Phở Buster có hai chi nhánh tại Boston và Quincy với các món phở tuyệt vời và rất nhiều món ăn đặc sắc khác. Nổi tiếng nhiều năm qua, quý khách sẽ tận hưởng những bữa ăn thật ngon. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách cho hệ thống phở Buster. Spa Depot, công ty chuyên cấp và bảo trì các loại ghế spa pedicure. Hệ thống spa pedicure từ công ty Spa Depot có trên 10 mẫu mã và nhiều màu sắc chọn lựa. Da ghế đạt yêu cầu của Boston Fire Department. Chất lượng ghế pedicure được UL Hoa Kỳ công nhận là sản phẩm đạt độ cao về an toàn với 2 năm bảo hành. Mua ghế tại công ty của chúng tôi, quý vị được giao tận nơi và lắp ráp miễn phí. Đặc biệt công ty của chúng tôi nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm. Bàn ghế Kenel có hệ thống ventilation trên 50 cfm, phù hợp với tiêu chuẩn Health Department và State Board của từng tiểu bang. Mọi chi tiết xin liên lạc vùng Worcester 508-340-5776, vùng Boston 617-282-6666, hoặc viếng thăm trang nhà của chúng tôi www.spadepot.us hoặc www.spadepot.com. Viện Mỹ phẩm và Nước hoa Bảo Trâm trân trọng thông báo. Tiệm mới vẫn địa chỉ cũ đối diện Phước Lộc Thọ 9191 Bosa trên lầu số 28. Bảo Trâm là đại lý các dược mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật như Polar, Noivir, Magnus và các loại kem lột, tẩy trắng da Obagi, kem trị nám linh chi, thần dược bảo vệ sức khỏe ngăn ngừa bệnh tật của Nhật có đầy đủ tại mỹ phẩm Bảo Trâm. Nước hoa Chanel nhập cảng từ Pháp, made in France, chỉ có tại Bảo Trâm. Đặc biệt có thuốc trị mụn thận gốc, mụn bọt, mụn cám, vết thâm, tẩy độc tố làn da. 714-899-8749. Đại lý độc quyền nhiều loại dược thảo đặc trị phòng chống các loại ung thư, nâng cao sức đề kháng, đào thải những độc tố trong cơ thể. Uy tín hơn 20 năm qua đã giúp nhiều đồng hương thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Nhận gửi hàng đi khắp nơi trong Hoa Kỳ và các nước khác. Xin vào website để biết thêm chi tiết hay gọi số 714-899-8749. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2-3 Lẹ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẹ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171.